sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Chào mừng các bạn đã đến với phần chữa bài tập của sách giáo khoa toán lớp 5, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau chữa bài tập trong phần bài 22, phép chia số thập phân. Vậy, trong phần phép chia số thập phân, chúng ta sẽ bắt gặp những dạng bài toán nào? Thì sau đây chúng ta cùng nhau đến với phần hoạt động đầu tiên là hoạt động 1. Một chú rồng nhổ 4 chiếc răng sâu và trả cho nha sĩ 15,4 kg kẹo. Biết số kẹo phải trả khi trả mỗi chiếc răng là như nhau. Vậy, để nhổ mỗi chiếc răng sâu, chú rồng phải trả bao nhiêu kg kẹo? Vậy thì từ đây, chúng ta cần phải xác định xem rằng đề bài cho chúng ta biết gì và đề bài yêu cầu chúng ta làm gì. Đề bài cho chúng ta biết rằng 4 chiếc răng sâu thì phải trả 15,4 kg kẹo. Đề bài yêu cầu chúng ta tính gì? Yêu cầu chúng ta tính mỗi một chiếc răng sâu phải trả bao nhiêu kg kẹo. Vậy thì từ đây chúng ta dễ dàng thực hiện được phép tính là để nhổ mỗi chiếc răng sâu, chú rồng phải trả số kg kẹo là. Lấy 15,4 chia cho 4 thì kết quả bằng 3,85 kg kẹo. Và đáp số để nhổ mỗi chiếc răng sâu, chú rồng phải trả 3,85 kg kẹo. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần thực hiện phép chia 15,4 chia cho 4 để chúng ta nhớ sâu hơn kiến thức về bài. 15,4 chia cho 4, đây là dạng phép chia một số thập phân chia cho số tự nhiên. Thì chúng ta cần phải thực hiện phần nguyên chia cho phần số tự nhiên trước, sau đó đến phần thập phân, đúng không nào? Chúng ta sẽ lấy 15 chia cho 4 được 3, viết 3, nhân ngược lại để tìm số dư. 3 x 4 bằng 12, 15 trừ 12 bằng 3, viết 3, hạ 4 xuống. Nhưng các bạn quan sát, số 4 đang ở vị trí là phần thập phân, nên khi hạ số 4 xuống thì bắt buộc chúng ta phải thêm dấu phẩy vào bên phải chữ số 3. Và chúng ta tiếp tục lấy 34 chia cho 4 được kết quả bằng 8. Nhân ngược lại, 8 x 4 bằng 32, 34 trừ 32 được kết quả bằng 2, viết 2. Và chúng ta nhận thấy rằng phép chia này không phải là phép chia hết, nên chúng ta tiếp tục viết chữ số 0 vào bên phải chữ số 2. 20 chia cho 4 được 5, viết 5, nhân ngược lại để tìm số dư, thì nhận thấy 5 x 4 bằng 20 và 20 trừ 20 bằng 0. Do vậy, 15,4 chia 4 bằng 3,85. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với phần hoạt động 2. Mặt sàn một mặt kính trồng rau dạng hình chữ nhật có diện tích là 292,8m², chiều rộng là 9,6m, tính chiều dài mặt sàn nhà kính đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng diện tích của hình chữ nhật là 292,8m², chiều rộng là 9,6m, yêu cầu tính chiều dài. Thì thông qua đây chúng ta phải nhớ lại cho cô công thức tính diện tích hình chữ nhật là bằng chiều dài nhân chiều rộng. Mà đã biết diện tích, đã biết chiều rộng thì chúng ta dễ dàng thực hiện chiều dài bằng cách lấy diện tích chia cho chiều dài. Hay chúng ta sẽ lấy 292,8 chia cho 9,6 bằng 30,5m. Đáp số, chiều dài của mặt sàn đó là 30,5m. Vậy, tại sao ra 30,5m thì chúng ta cùng nhau đến với phần chữa phép tính chia như sau. 292,8 chia 9,6, đây là dạng phép chia số thập phân chia cho số thập phân, nên bước 1 chúng ta cần gạch dấu phẩy ở phần số bị chia. Cô xin lỗi, gạch dấu phẩy ở phần số chia. Và quan sát cho cô, số chia có một chữ số thuộc phần thập phân, nên chúng ta cần dịch chuyển dấu phẩy sang một hàng ở phần số bị chia. Khi mà dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một hàng, thì chúng ta sẽ thu được phép chia là 2928 chia 96. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện. Lấy 292 chia 96 được 3, viết 3. Nhân ngược lại để tìm số dư, thì chúng ta thấy rằng 3 x 96 thì bằng 288. 292 trừ 288 được 4, viết 4. Tiếp tục hạ 8, thu được kết quả là 48.
48 chia cho 96, nhận xét 48 nhỏ hơn 96 nên chúng ta biết được kết quả bằng 0. Nhân ngược lại để tìm số dư. 0 nhân 96 bằng 0, 48 trừ 0 bằng 48. Bởi vì đây là phép chia có dư nên chúng ta lại thêm số 0 vào bên phải số 48. Khi thêm số 0 vào bên phải số 48 thì ở phần thương chúng ta cũng phải thêm dấu phẩy vào bên phải chữ số 0. Tiếp tục chúng ta thực hiện phép tính 480 chia cho 96 được kết quả bằng 5. Nhân ngược lại để tìm số dư. 5 x 96 bằng 480 và 480 trừ 480 bằng 0. Và vậy phép chia 2928 chia 96 bằng 30,5 hay 292,8 chia 9,6 bằng 30,5. Như vậy là phần bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.